Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các quy luật âm dương ngũ hành, các quy luật tự nhiên. Cho nên, ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định. Từ đó, có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì, quy luật ngũ hành, tử vi các hung của những gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà hay cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Kỷ Mùi. Những người tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh thiên thụ hỏa, thường có tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ sẽ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Họ luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều. Con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn, có thể coi là bình an, thuận lợi. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng. Cho nên bản mệnh cần học cách thả lỏng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy tuổi Kỷ Mùi đang có phần lơ là với việc cần làm. Chính vì lẽ đó nên dễ mắc sai lầm. Quyết định nông nổi, bồng bột ở thời điểm này có thể khiến quý gia chủ phải trả giá khá đắt. Nhưng chỉ có thể trách bản thân, chứ chẳng thể đổ lỗi cho ai. Cho nên, quý gia chủ cần dành thời gian để suy nghĩ, tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Quý Dương Thủy gặp Mùi âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong thời điểm này, những gia chủ tuổi Kỷ Mùi sẽ dễ có được tài lộc. Công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn. Nếu không, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo, để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong tháng này, những người tuổi Kỷ Mùi sẽ có những bước đột phá trong công việc. Bản mệnh nhận được sự giúp đỡ từ người khác và có kết quả vượt xa với kỳ vọng.
đó cũng chính là trái ngọt bản mệnh hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Bản mệnh vốn là tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bản mệnh luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kết quả mà bản mệnh đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của quý gia chủ trong mắt đồng nghiệp. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Kỷ Mùi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi tháng 4 âm lịch cho thấy sự nghiệp sẽ mang lại tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, bản mệnh vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Ngoài ra, với những người làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Hơn thế nữa, bản mệnh nên biết cách cân đối thu chi, không tiêu pha, hoang đàm, quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Trong thời gian này, bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bản mệnh sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ và có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lại bất cập hại. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Kỷ Mùi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng này, vận trình tình duyên của các gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 khá ảm đạm. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới, nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Bản mệnh cũng nên cẩn thận có người thứ ba xem vào chuyện tình cảm tốt đẹp, nếu cứ mãi giữ tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân của quý gia chủ, giúp quý gia chủ vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Những gia chủ Kỷ Mùi sẽ gặp những khó khăn nhất định trong con đường tình duyên của chính mình. Vì thế, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy là vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi của kênh phong thủy Gia Cát, được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, hòa hợp vợ chồng, gia đạo. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, những người tuổi Kỷ Mùi cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính, đã làm giảm một phần thị giác, bản mệnh cũng sẽ cảm nhận thấy một số cơn đau đầu nhẹ. Nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Cho nên bản mệnh cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Ngoài ra, tử vi tháng này khuyên bản mệnh nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bản mệnh cần chắc chắn đảm bảo ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý.
Đôi khi bản mệnh cần gạt bỏ công việc sang một bên để tịnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Kỷ Mùi cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiếu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng tư âm lịch để quý gia chủ tuổi Kỷ Mùi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng tư âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hội, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 dương lịch, nạp sát, ất sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 4 tới ngày 29 tháng 5 dương lịch, nạp sát, đinh sửu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải chú ý hết sức. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 4 tức ngày 22 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, canh ngọ, nạp âm, lộ bằng thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 4 tức ngày 3 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, nhâm ngọ, nạp âm, dương liễu mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi đến hết chương trình. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để chúng tôi có thể đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.